Xin chào tất cả các ông bà cô chú anh chị và các bạn. Thì hôm nay á hai hiếm cháu với lại chú nè, ông ngoại của bé Miêu với lại bé Miêu có đi theo cha nè để đi dỡ mấy cái lợp tép nha. Nước lớn dữ rồi. Đi căng lớn thì mà. Miêu đi theo nữa ha. Chúng dỡ cái này đắt quá hay sao? Bớt nhảy xuống dỡ bớt. Lớn vòng nó dỡ nha. Cha đặt đâu cha? Tại vì mé này dài lên. Dài lên luôn hả? Ừ. Cái này mình đi bộ hay sao hay là đi xuồng? Đi dỡ cái này đi rồi chút nó lội bọc đi vòng dạ. Kia hầm của ông Phúc á. Tao lội dài lên. Thôi Miêu đứng đây đi, ông ngoại đi dỡ. Đi vòng luôn rồi. Dỡ giùm cái lợp coi. Rồi. Bạn dỡ giùm lợp tép coi. Cái chân cho đó hay đó. Cái chân cậu cậu cho cái nào? Cái cậu à. Ừ, cái chân cái cậu á. Chú Năm lặn dở giùm mày. Cắn tới sâu. Không cái trụ cầu á, trụ cầu á. Trụ cầu sắt kéo á. Trụ cầu sắt kéo á. Mà nằm phía trong rồi nè. Lặn xuống đi, nước sâu này lặn mệt rồi nha. Bớt ơi. Bớt đi đâu chứ. Lập tép phải là bớt quá. Lập tép. Nó đua quá hay gì vậy? Mặc áo hao xuống rồi mới đẻ. Không, xong bà ba nước dữ không? Tắm không? Tắm không? Bà ba hả xuống cho tắm. Kéo hao thì tắm. Áo hao. Thôi nè. Vô rồi. Vô rồi. Có. Vô rồi. Vô rồi. Vô rồi mà giờ rồi em thấy con cá tép. Cá này nướng chu vinh lên lên tới nóc. Nhiều không? Ủa, cái tạng không à, Yến ơi. Cách bự không hả? Ừ, cái tạng đâu nữa không? Cách cạn không à, Miêu Quỳnh. Còn đâu nữa không? Còn có Miêu Quỳnh nè. Cạn không? Rồi. Cạn thì con tắm đi. Lại yêu chơi. Bớt, đừng có đi xuống. Tắm bị như tắm đi. Quá tắm đi. Ông con, để con nào lấy canh, canh không? Ừ hả? Cách cạn không á? Miêu đứng này quan tét giờ nhảy giờ mày không xảy ha ha tép bự rồi tép này cháy mỡ rồi chế vô anh ba rồi đó rồi được con cá bóng kìa con cá bóng đó kìa được còn cái này cái đặt còn đây cô chú ơi tập tép thứ nhất nè mấy tép bự quá trời luôn nè. Ô được 2 5 6 con tép. Không? Ừ móc luôn dây. Kẹp. Ừ vậy đó. Hai cái đĩa vậy. Hả? Em. Hai ba. Rồi nói bọc lấy đó đi. Ba đây luôn nè. Còn tên là tên Yến. Bạn kẹp vô. Lỗ bọc. Rồi, Miêu đi nè. Đi. Ai. Bạn kẹp vô. Có không cha? Cái này có 2 con à. Có 2 con hả? À, do là cái phần là nước lớn đó cô chú nên dở hơi khó. Có 2 con thì làm gì ăn? 2 con làm gì ăn? Để con đủ Miêu ăn nữa. Không đủ nữa. Không đủ hả? Ông ba nó không queo cho mẹ ăn. Nhiều không? Cái này chết hả? Ừ, vậy là nước ngập sâu nó chết. Nè. Hay lắm. Nè, đổ ra ba. 1 2. Cái này được 2 con mà con bự nha, tôm. Bên đây cũng được vài con nữa. 8 2 5 3 10 100. Bự của ông chú nè. Nó chết hết trơn rồi, tại do là nước lớn quá. Nè, con này bự ghê. Vô qua kiến lửa. Đi lên đi con. Tránh kiến lửa đi. Kiến lửa nó cắn á. Đúng rồi. Lên. Đây có kiến lửa. Đó, được con tôm. Rồi. Cắn thiệt. Đi nhanh kiến lửa luôn. Tổ kiến. Chịu. Ra lên. Kìa, cha dở được cái đó nữa rồi kìa. Cái thứ 4. Mấy cái anh Tư? 11 cái.
10 cái là hơn 4 cái rồi đó. Cái anh đó là 4 đó. Ở đây mát quá nè. Mát ở đâu cũng có lửa. Ngồi trời. Đâu ngoái đi thay cái lợp vô coi. Lại ngoái. Bớt. Bớt đi thay lợp. Rồi ngoái thay lợp vô coi bớt. Đây. Để đi. Đi. Đi ngoái đi. Thay lợp vô coi. Tối nay nó khô gan hả? Ừ. Nước lớn quá trời. Nước rộng nó khô gan chứ đâu. Tại nước lớn lắm. Cái đặt, ở dưới đất sát đất nó chạy không bằng đặt khơi trên. Đặt trên nó vô hả? Ờ đặt khơi nhục bình. Nhìn biết ý rồi. Đẩy mạnh hơn. Ý mình đặt trên khơi đi. Vô đây mình test thành tạnh đúng không? Còn ngoài sao test chút chút không? Đặt mấy cái? 11 cái. 11 cái. Vậy còn đây 5 rồi. 5 cái rồi, sát cái nữa. Cái này cũng nhiều lắm thôi. Coi cái này có nè. Cũng đủ con mặn mặn mà. Ít thì mình có mặn. Con cá luôn, trời ơi, con cá xê, con cá rô gì vậy? Hết rồi. Chín. Đây được mấy cá. Mấy tép nữa. Anh lên cái này tới đó anh xuống. Thôi nó mệt lắm. Cha đâu mất tiêu rồi. Trong đây hả? Kìa. Ôi ôi, trong đây nó mát. Có không cha? Ai? Nè. Nè em ba ơi, đổ ra em ba ơi. Bưng vô đây đi. Bưng vô ha. Mấy cái rồi? 7 cái rồi đó, 4 cái nữa. Ủa, cái này nhiều ghê. Đó, ôi ôi, ui. Hết rồi. Đây. Hai cái này nhiều hết ba. Còn ta. Rồi hết rồi. Nhớ là đâu thấy đâu có đất trời. Rồi còn ở đâu nữa cha? Ở đây luôn hả? Rồi thì cha đang dỡ mấy cái tiếp luôn nha. Nãy giờ dỡ được mấy cái thì bảy ba đóng cười. Ngồi thuốc đắng này. Nước quá trời lớn rồi, bởi vì hơi bị khó dỡ. Bót. Chạy ra ngoài bót. Trời ơi bà. Cha vô tới kìa. Mệt chưa? Lặn cái này mệt lắm. Cỏ mệt với lại nước lớn. Rộng á, ít lặn hơn nước lớn. Lớn lặn. Nãy giờ mấy cái gì ba? 2, 7, 4, 7, 8, còn 3 cái nữa. 8 cái, 3 cái nữa. Rộng dễ dở, cái này quá càng khó dở. Cầu gì quá thằng, chết mà. Hãy la lô. Điên nổi chết rồi. Ừ, để con nhiều quá. Ôi ôi. Ôi luôn á. Ồ, cái này tép. Hơn kìa. Nó nhiều quá. Nhiều muốn chết. Được mấy con tôm lắm á. Quá trời luôn nè. Có cá nữa không mà. Vô cá chê không ta? Chết chết chẳng hả. Còn có cá chê chết. Móc nó ra, nó bự quá. Còn tép nữa. Rồi, hết rồi. Dính cái chơi cũng nhiều quá kìa. Chết rồi. Nó chết rồi. Đều bỏ đi. Rồi cha đi đâu nữa rồi? Ở dưới này nè. Lại vô chổng mà lấy tiếp rồi. Đi về muốn chiên nha. Ôi. Cái vợ này cũng mệt quá. Mệt. Lặng gì thì... Nó mà đi sát. Kìa, đường cái rồi kìa. Dòng cái ấy nước lớn lặn xuống mới bắt lên được cái lợp. Có không? Tôi đặt phải có. Xuống cây cầu nè, lấy. Xuống cây cầu. Cái dòng quá.
Được. Này được mới nữa nè cô chú ơi. Tép tép nhỏ nhỏ không nè. Ôi ôi cái lợp này hơi bị nhiều luôn á. Tép vừa ăn luôn nha chứ không nhỏ nữa. Để cha lấy cái kia luôn nha. Dán cái vườn lên kìa. Cái cầu lắc ghê quá. Rồi vô đi còn cái nữa à. Còn cái cho nó cho đặt đâu. Đây luôn à. Ở đây luôn ha. Cá này vừa cũng nhiều lắm nè. Ngồi dưới luôn hả mày. Vô. Đi vô. Ra. Trời ơi. Rồi để cha giả cái cuối luôn nha cô chú. Rồi mình đi vô mình đổ ra luôn. Ở đây người ta chặt bỏ mấy cái chàm để làm củi nè. Cái đó nhiều không cha? Nhiều. Nhiều. Mày nhảy bắt cái gì kìa. Vô nè bắt ơi. Ba cái nào cũng nhiễu chân nè. Rồi. Rồi, vô. Đi vô, đổ ra luôn. Đi vô đường này. Nên đi. Mình rảy rất nhẹ bà ca. Quýnh mày chết. Đây, đổ ra hả ba ơi. Ba cái nào cũng nhiễu chân á. Dạ. Ăn ngủ cái cuối nè. Tại cả đống luôn. Nhiều quá. Nhiều chú bộ. Này đặt 20 cái là bán được rồi đó. 20 cái là dư sức quán luôn. Bán. Còn mấy cái đủ ăn. Tép còn nào phải cành cành không? Cái này tép lóng không à. Lóng mà còn ở trong ngoài ngoài hồ của anh thì tép gông không? Ở ngoài tép gông, đây, đây tép bán. Đây hành quả nè, cha đặt 11 cái lợp tép nha. Rồi đi hâm thì được nửa ký mớ này nè. Cũng nhiều lắm luôn cô chú ơi. Hết chứ nhiều không? Gom nhiều. Nhiều. Tép toàn cái càng không nè. Càng. Còn cái cho 20 cái là mặc thức mà ăn. Quá nhiều luôn. Ông nhận. Mê chưa anh? Trứng rồi. Cái trứng. Cái này nó gọn gỡ lớn để mệt chết đó. Ngày qua tôi đặt là nước nó xem xét gì nè. Nước gồng. Lớn gì vậy? Lớn gồng. Bây giờ lớn rồi. Cái nó qua đặt cái nước gồng. Đặt tới không mệt thì hào thì hào. Đủ rồi, đi mà đủ Nguyễn. Xách tay đi, xách tay bớt đi anh. Ừ, xách hai ba cái 4, gì đi. 4, 6, 8, 10, 11 cái, đủ không? Đủ rồi. Đúng rồi. Rồi, thì giờ sẽ đi vô nhà làm món ăn nha cô chú ơi. Ba chục ngàn cái đi lấy vốn rồi.
Thì nãy giờ đi dỡ lợp tép cũng về đó cô chú. Thím Ba thì đang trong chổng màng tép nha. Bây giờ con sẽ đi hái mấy cái mướp nha. Mấy miếng tép đó thì chắc mình là ra mặn nha. Còn hái miếng mướp để mình xào nha, ăn chung luôn. Tại do nước lớn quá cha dưới hái luôn rồi kìa. Con đứng đây luôn ha. Mướp trái bự bự không nha cô chú. Mẹ chồng cái nó lên cái bắt đầu cái nó ra hoa, nó ra trái rất là nhiều luôn nha. Bí nữa. Còn không cha? Còn cả đống luôn á. Mấy trái mướp này nó hơi bị già. Mấy trái mướp này mình ăn được nè. Rồi, được rồi, mấy trái chưa ăn được. Nhiều hơi hết cha? Ừ, nhiều được rồi. Rồi đây. Áo phao làm gì tại? Rồi mình hái được mấy trái mướp này, bây giờ mình vô mình tước hành luôn nha. Giờ này nắng lắm, tắm đâu có được đâu mà tắm. Hái chứ, có trái ớt chín. Hái trái ớt chín vô luôn. Mình tước mấy cọng hành vô để mồng mình nấu, mình xào nha. Hành mẹ chồng tốt cái ghê luôn à. Rồi, hái nhiêu được rồi. Bây giờ mình đi vô luôn nha. Thế mà mày tép nó ra bự bự không mày nè. Nó nãy già rồi. Gọt luôn hiếm ba. Đủ ngoại thôi. Dạ, ngoại. Có ngoại mớm quá thôi, bóng cho mau lên. Để đang lấy đi cho. Cái này mình gọt hết luôn hay sao em ba? Ừ. Chưa. Nấu nó sập lép. Mướp non nó sợ luôn nè. Mướp mới nè, nó ngọt. Chồng vậy là có ăn hoài á. Măng lấy cục mồi nó ra sạch. Con nào cũng có mồi hết. Con bự này lấy phải chéo hết. Nước tắm, thấy tắm. Muốn tắm mà giờ này nước quay đâu cho tắm nè. Mớt rồi Miu ơi. Đã tép rồi Miu ơi. Ngồi ngoài. Đặt 20 cái thì ăn mệt luôn. Bán đủ 20 cái bán đủ. Tép thì bà đâu gặp cái em bà mua hết nửa ký mẹ này. Dạ, yeah. Trái này bự lắm rồi nè. Ừ. Ăn được mà đúng không ba? Được. Tại nó già đó, đúng không? À, nó bự, nó ra trước. Hơi lố chút. Trái này cũng bự nữa. Ừ, ăn được, ăn được. Nè, Đạt nó tét không hả? Cá. Dạ. Yeah. Cá bóng nó cũng vô tép, bay vô tép luôn. Lập tơ mới vô tơ. Rồi thì cái phần mướp này giờ con sẽ cắt luôn nha. Cắt thanh thanh hết mà. Mình cắt không được, không biết cắt xéo rồi. Cắt xéo nha. Xéo lại. To lên chứ.
Được không ta? Vậy ha. Ừ, thôi. Nó không sẹp. Mình cắt xéo để mình xào nha. Mặn ra sao nó còn được nhúng. Vì càng thấy nó nhiều. Người mua kia tép này ăn lỗ nè. Nó càng hết trơn. Còn được nhúng. Tôi bị đắt vậy. Rồi hiện giờ hai hiếm cháu sẽ nấu ăn nha cô chú. Nãy giờ thì cũng mặn xong rồi nè, mớ tép nè, với lại mớ mướp nè. Hiếm ba thì sẽ xào mướp nha, còn phần tép này thì mình sẽ ra mặn nha. Không dầu. Quên, không có chè dầu. Để chảo nóng chế dầu vô cho con nữa mà. Và nóng mà chai dầu miếng. Rồi, sao cho cái phần tỏi này vô luôn nè. Mình khử tỏi trước rồi mình cho tép vô. Nó vàng rồi, cho mớp vào. Mình cho tép vô luôn cái phần tỏi vàng này. Một quả đỏ ăn tép thôi nè. Mình nếm luôn. Ủa nổ gì hết hồn. Bên đường. Rồi mình nêm nếm thì mình cho đường cục ngọt hết. Đường ngọt luôn. Đường ngọt luôn đó. Nêm. Cho mía luôn. Cái mắm mình cho ít thôi nha bà. Ừ. Lửa nó cực. Nuôi bên đây nó vàng, cho cái nước vô. Trời ơi, chảy rồi. Khói lên nè. Sắc bự. Chậm là nó khô nước lại hết. Cái này nực quá, nực mưa gió nắng lên.
Rồi thì cái phần tép nó cũng chín đây nè. Bây giờ con sẽ cho hành vô luôn nha. Cho chút xíu đường nha. Cái trộn lên cho hành nó chín đó. Chín ba chín xíu mà xíu nữa xíu mới gần mềm xíu này ờ mềm mềm mà. Còn mấy cọng bự bự nè chưa thấm ra nước chút nữa sắc hành là để vô rồi cho hành vào cái ba để tiêu không để luôn cho miếng ba miếng tiêu luôn rồi cho đã chín rồi đó cho nó thơm nha, chỉ ăn cơm đó xong Mèo dọn chén. Xong. Bên đây cái đít rồi. Cái đít ở đây nè. Mèo. Dạ. Dạ, Mèo dọn chén rồi. Ta nấu cơm rồi, tí Mèo dọn chén. Rồi thì đồ ăn nãy giờ hai đứa cháu cũng nấu chín rồi đó cô chú. Đây nè, là tép cho mặn nha. Còn cái này là mướp xào. Mướp xào nước. Mướp xào nước. Món gà nước. Là ra nước á nên nó gian canh vậy đó. Rồi con cũng xin phép mời bà cô chú anh chị canh và các bạn cùng dùng cơm trong gia đình. Canh mướp. Canh mướp. Canh mướp. Canh mướp ăn quá. Mời cả nhà nha. Mời cả nhà anh ăn tép ngăn mặn rồi đó. Mời để ăn tép ngăn mặn. Mời cả nhà. Mặn mặn không? Đang thử biết đâu cái ốc ông xào đâu. Im không? Im không? Ngồi cái này thêm mặn tí nữa mới ngon. Nghe không? Nước mắm ớt tương này xịt xịt vô nó mặn liền. Ê để gấp cho mấy mèo lấy cái muỗng á, múc một muỗng vô chén cho nó đi. Trang canh đi cho nó dễ nuốt. Nó thuận. Ăn tôm bự không? Gấp tôm bự nè. Mèo ăn tôm bự không? Được. Nè con bự nè ăn không? Đó. Lột vỡ ra cho con nghe. Trời ơi. Ông ngoại mày lột đi. Lột gì? Hả? Lột vỏ ra cho nó đi. Thôi, nó dễ ăn lắm thôi. Đúng không? Đúng cái gì? Cái lột vỏ đau có miệng. Đau miệng hả? Miệng nó bị đè. Đi đèn thức đi. Con nghĩ ăn mắc lột vỏ. Tết mà lột vỏ còn rau thịt đâu ăn. Nhưng mà bắn tiếp. Để có trái một lượt. Bây giờ cũng nhóc hết trời. Mướp cũng nhóc. Cái nào dồn dồn nhiều bán bữa. Ủa sao có hai con được. Gơm bầu với mốt bán cho nữa. Nó không lưu lội. Hiểu mình. Còn mấy trái dưới nữa. Bây giờ là cả chục trái. Không ai bẻ được thôi. Chất động con mặn ngon không à? Không ngon mà bà nó nghe tôi đấy không chờ. Các bạn chắc bà ăn nha. Xong. Chắc bà được không? Mày bạn đó, mày bạn ăn tép đó. Đúng rồi, ổng ngỏ ngỏ vừa sột sột. Cắt ba tuổi. Ba vừa đặt đó. Ba mồi á. Mấy làm sức mắm đặt cũng. Con bạn đó, bạn cứ lo ăn đi, bạn lấy phép cho mình hoài. Ờ, cảm ơn nha. Hai bạn mày. Ba ba. Ba bạn mày đó. Hổ mà sao. Mời bạn đi. Mời bạn ăn nghe tôi đấy, không chờ bạn nghĩ về tôi ăn được. Đâu bạn ăn tép không mà bạn không ăn cơm. Bạn ăn cát nhưng mà tôi không ăn cơm. Đưa cái muỗng cho mẹ đi. Cơm đi cho mau con. Cái ăn coi. Bỏ đũa đi. Ồ à. Cái ba dơm thơm thơm biết nào. Không, không cơm nào mà nó ăn canh. Không ăn rau. Muốn rau lắm. Rau đồng rau. Hành thôi. Hành thôi lắm. Rau nó có sức khỏe hết. Hành thôi lắm. Là mất rồi.
được khá là nhiều lắm. Khởi mới làm hư đó lại. Chứ không được, hôm gãy chơi. Được hả? 10 cái nữa đó trời ít đâu. Không phải vàng. Để nó mục nó gãy lên. Hư hơm trong. Lên ghế ngồi. Bới à? Ghế gì? Chứ còn mình mua lợi ngồi cao lên. Chứ mình mặn mình xài mấy năm trời. Mặn mình nó dày nó nặng hơn. Dày. Nó làm cái nó bằng ruột không? À, nó làm ba cái lộ ồ không? À, thì cha cũng có đi làm mấy cái lò tép á, rồi cũng có đi dở hâm gì cũng được. Nó tiếc rất là nhiều nha, cô chú làm món cá chiên mặn rất là ngon nha. Thì video của con đến đây cũng xin kết thúc. Cảm ơn ông bà cô chú anh chị đã quan tâm nhiều theo dõi. Còn bây giờ bye bye. Bye bye. Cảm ơn ông bà cô chú.